Phụ nữ càng hư trên giường thì càng tốt. Ở trong hôn nhân, đời sống giường chiếu của vợ chồng mà hòa hợp, mà thăng hoa, mà tình cảm dạt dào thì cuộc sống hàng ngày của bạn cũng rất là vui vẻ, nhịp nhàng. Nhưng ngược lại, nếu như đời sống giường chiếu của vợ chồng bạn mà lục đục, bất đồng và khô khan thì chắc chắn cuộc sống hàng ngày của bạn cũng rất nhiều bất đồng, hằn học, cằn nhằn, dễ cáu gắt với nhau. Đó là sự thật không thể chối cãi được. Trong vô số những cái hư thì cái hư được cổ động nhất, được ủng hộ nhất đó là hãy hư ở trên giường. Chứ không phải là cái cần hư thì lại không hư. Trên giường chị em cứ hư ác liệt vào, càng hư càng tốt. Nhiều người ở trên giường lại ngoan quá, mà ngoan quá thì sẽ thiếu hấp dẫn. Đôi khi những người đi ra ngoài ngoại tình họ lại mê đắm những cái hư ở trên giường ở bên ngoài đấy. Khi mà bạn là một tuýp người quá truyền thống, quá đơn giản thì nếu lỡ một lần nào đó mà chồng hoặc vợ của bạn mà đi ra ngoài gặp cái hư ở bên ngoài thì họ rất dễ mê muội và không quên được. Tình dục nó không bậy bạ đâu, nhờ nó mà vợ chồng giải quyết được rất nhiều vấn đề. Hôn nhân mà không nói đến vấn đề giường chiếu thì gọi gì là hôn nhân. Thế nên cứ hư nhiệt tình vào. Còn nếu như anh em nào đang bị suy giảm phong độ, thời gian quá nhanh hoặc độ cường không ổn định thì gọi điện qua số hotline em Dung chia sẻ bí quyết nhé.